Thành phố Hồ Chí Minh bắt khẩn cấp bảo mẫu bạo hành dập não bé trai 6 tháng tuổi. Chuyên mục nóng trên mặt báo hôm nay sẽ lại bàn về việc bảo hiểm xe máy bắt buộc với yêu cầu cần sự song phẳng, minh bạch từ dư luận. Hái tiền triệu mỗi ngày nhờ dịch vụ đánh bóng lưu động ngày Tết. Khánh Hà và Hoàng Thúy xin gửi lời chào mừng cùng lời cảm ơn đến quý vị khán giả đã chọn theo dõi chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 1 năm 2023, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen gửi Công an tỉnh Tây Ninh về thành tích xuất sắc trong đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy. Lãnh đạo Bộ Công an được báo cáo, ngày 3 tháng 1 năm 2023, Công an tỉnh Tây Ninh chủ trì phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an và Công an thành phố Hồ Chí Minh đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ, bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ 5 kg ma túy đá, 50 bánh heroin, 1 khẩu súng, 6 viên đạn, 1 xe ô tô cùng nhiều vật chứng khác. Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của Công an tỉnh Tây Ninh, nhất là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Tây Ninh trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Kết quả đấu tranh chuyên án đã phản ánh công tác hiệp đồng chiến đấu tích cực, hiệu quả giữa Công an tỉnh Tây Ninh với các đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan bộ và công an các địa phương, góp phần ngăn chặn nguồn cung ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam, răn đe, phòng ngừa tội phạm và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân. Hy vọng thời gian tới, Công an tỉnh Tây Ninh sẽ phát huy kết quả đạt được, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, như thường lệ là phần tin nóng. Lãnh đạo Công an thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ 12 thanh thiếu niên để làm rõ hành vi cướp giật tài sản. Trong nhóm cướp kể trên có tới 11 người ở tỉnh Lạng Sơn, người còn lại ở tỉnh Tuyên Quang. Cả nhóm tới Bắc Ninh và gây ra hàng chục vụ cướp chỉ trong vòng khoảng 2 tháng. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, nhóm cướp này chia thành 4 nhóm chở nhau bằng xe máy không gắn biển số, đi từ huyện Quế Võ đến thành phố Bắc Ninh, trong đó tập trung chủ yếu tại các khu công nghiệp, thấy con mồi sơ hở, đối tượng cầm lái sẽ áp sát để đối tượng phía sau cướp giật tài sản rồi bỏ chạy. Bước đầu, Công an thành phố Bắc Ninh đã xác định từ tháng 11 năm 2022 đến khi bị bắt giữ, nhóm này đã gây ra 36 vụ cướp giật tại Bắc Ninh. Quá trình bắt giữ các nghi phạm, Công an thành phố Bắc Ninh đã thu giữ 6 xe gắn máy không gắn biển số, cùng nhiều điện thoại di động và tang vật có liên quan. Cơ quan công an cùng nhóm hiệp sĩ tại Bình Dương vừa bắt giữ một đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp xe máy của người dân. Đồng thời, công an cũng phát hiện thêm một chiếc xe máy trong vụ trộm khác. Trước đó, anh Đặng Hoài Dương, 18 tuổi, ngụ Bình Dương, để xe máy trước cửa hàng quần áo trên đường Thích Quảng Đức, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một thì bị một đối tượng bẻ khóa trộm mất. Nhận tin báo, công an phối hợp cùng nhóm hiệp sĩ đường phố lần theo dấu vết và bắt giữ được đối tượng tại nhà trọ trên đường D1, khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An. Kiểm tra phòng trọ của người này, công an phát hiện tìm thấy chiếc xe máy của anh Dương. Ngoài ra, còn có một xe máy khác được xác định là của anh Lê Văn Hậu, 40 tuổi, quê An Giang, bị mất trong ngày 13 tháng 1. Bước đầu, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Quyết, sinh năm 1996, quê Thanh Hóa. Quyết khai nhận cùng với đồng bọn tên Tài thực hiện hai vụ trộm xe trên. Cả hai vụ trộm đều bị camera ghi lại. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra. Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước phối hợp với các đơn vị liên quan đã truy đuổi bắt giữ đối tượng Nguyễn Duy Khánh, 26 tuổi, ngụ huyện Phú Triền, tỉnh Bình Phước để điều tra làm rõ theo quy định. Trước đó, khi phát hiện hai đối tượng có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng đã tiến hành truy đuổi hai đối tượng. Bất ngờ, đối tượng ngồi sau rút súng bắn 3 phát về phía lực lượng truy đuổi, tuy nhiên rất may không có ai bị thương. Sau hơn 5 km truy đuổi đến xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, lực lượng chức năng đã áp sát xe hai đối tượng, khống chế bắt giữ đối tượng ngồi sau. Riêng đối tượng điều khiển xe nhanh chóng bỏ chạy vào rừng cao su tẩu thoát. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ một chiếc xe gắn máy, một khẩu súng ngắn cùng 4 viên đạn loại bắn đầu đạn cao su, trong đó có 2 viên đạn còn nguyên, cùng với các dụng cụ như đoạn bẻ khóa, kềm kéo nghi sử dụng trong mục đích trộm cắp. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh bắt khẩn cấp với Võ Thị Mỹ Linh, 30 tuổi, để điều tra về hành vi giết người.
Công an cũng đang hoàn tất thủ tục để khởi tố người này về cùng tội danh. Nạn nhân là cháu HA, tên độc tắc, 6 tháng tuổi, con của chị NA, tên độc tắc, 32 tuổi, ngụ quận Bình Tân. Trước đó, cháu A được mẹ gửi cho Linh chăm sóc tại chung cư Lê Thành, quận Bình Tân với giá 3 triệu đồng một tháng từ ngày 3 tháng 1. Các bác sĩ xác định cháu A bị dập não. Sau khi được phẫu thuật, bé trai vẫn hôn mê sâu. Linh thừa nhận có đánh bé trong quá trình chăm sóc do cháu hay quấy khóc. Theo gia đình, khi tiếp nhận bé A, bệnh viện phát hiện dấu hiệu bất thường nên đã báo công an. Thưa quý vị, chuyên mục Nóng trên mặt báo ngày hôm nay ghi nhận sự trở lại của việc bảo hiểm xe máy bắt buộc. Xin được chia sẻ phần bình luận đáng chú ý sau đây của tác giả Hồ Phi nhằm mang đến cho quý vị một góc nhìn khác về quy định này. Mời quý vị cùng theo dõi. Trong 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu về bảo hiểm xe máy bắt buộc đạt 1.077 tỷ đồng, nhưng chi trả chỉ 27 tỷ đồng, một tỷ suất lợi nhuận vượt ngoài tưởng tượng của bất cứ nhà kinh doanh nào. Về lý, các công ty bảo hiểm rất dễ dàng chứng minh họ đã chi đủ, chi đúng nên chẳng có ai khiếu nại được. Nhưng mức chi quá thấp trên số thu khổng lồ như thế đã nói lên một mặt khác của nguồn kinh doanh này. Minh chứng bằng các con số, trong 9 tháng đầu năm 2022, cả nước xảy ra 8.313 vụ tai nạn, làm chết 4.714 người và bị thương 5.546 người. Hầu hết các vụ tai nạn đều xảy ra với xe máy và thử hỏi có bao nhiêu vụ, bao nhiêu người bị tai nạn được bồi thường từ các công ty bảo hiểm theo diện bảo hiểm bắt buộc. Con số chi trả 27 tỷ đồng bảo hiểm quá nhỏ bé và tác dụng xã hội không đáng kể so với thực trạng. Mục đích của bảo hiểm chính là sự đảm bảo để giảm thiểu hậu quả của rủi ro, dùng tiền tích lũy của số đông kịp thời trả cho những người kém may mắn. Ngoài mục đích chi trả tài chính cho cá nhân, nó còn có ý nghĩa gián tiếp giảm thiểu hậu quả xấu của các vụ tai nạn đối với xã hội. Chính ý nghĩa của vế sau khá quan trọng nên pháp luật mới quy định đây là loại bảo hiểm bắt buộc. Nhưng đáng tiếc, ý nghĩa này đã không được phát huy trong thực tế bởi mức chi trả quá thấp mà nguyên nhân là do những bất cập của loại hình bảo hiểm này không được giải quyết trong nhiều năm qua. Nếu ai rủi ro bị tai nạn và thử một lần làm hồ sơ bảo hiểm sẽ thấy nó nhiêu khê như thế nào. Hồ sơ này yêu cầu khi bị tai nạn phải gọi nhân viên bảo hiểm đến hiện trường, phải có biên bản của ngành cảnh sát giao thông và bao nhiêu loại giấy tờ khác. Những quy định này gần như bất khả thi để thực hiện và cách tốt nhất là những người liên quan tự thỏa thuận. Người dân từ đó không mặn mà với bảo hiểm xe máy. Rất nhiều người dân mua bảo hiểm này chỉ nhằm mục đích đối phó với cơ quan công lực. Thực trạng này diễn ra từ lâu và không lạ lẫm gì đối với các cơ quan chức năng. Rủi ro là điều bất khả kháng. Việc giảm thiểu hậu quả bằng phương thức bảo hiểm cần được khuyến khích, nhưng phải được vận hành sòng phẳng và minh bạch. Khi nguồn tiền bảo hiểm không phát huy được tác dụng, thì chắc chắn quyền lợi chính đáng của người mua sẽ bị ảnh hưởng và ngay cả tên gọi bảo hiểm cũng trở nên kiêng cưỡng. Và thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin khép lại nội dung này của chuyên mục Nóng trên mặt báo. Tiếp tục chuyển động với chương trình là thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, những ngày Tết đến xuân về, người dân tại làng Mật Mía xứ Thanh ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa lại tất bật nổi lửa nấu những mẻ mật mía thơm lừng. Theo người dân tại đây cho biết, nghề mật mía đã được dân làng làm từ xa xưa. Đến nay có 20 hộ dân vẫn giữ nghề nấu mật mía phục vụ nhu cầu ngày Tết. Theo anh Nguyễn Văn Vinh, mật mía được sản xuất quanh năm nhưng năng suất nhất vẫn là vào lúc chính vụ, tức là từ tháng 9, tháng 10 đến hết Tết. Thời gian này, nhà nào cũng đỏ lửa từ sáng sớm đến tối muộn để sản xuất mật mía theo kịp đơn đặt hàng. Anh Vinh cho biết thêm, chỉ tính riêng trong 2 đến 3 tháng cuối năm, gia đình anh sản xuất được khoảng 50 tấn mật, cho lợi nhuận từ 50 đến 60 triệu đồng. Cái này thì chúng tôi làm nó rơi vào khoảng tầm 50 tấn mật. Thì tính ra là nó khoảng, tính ra thu nhuận nó rơi vào 5 đến 60 triệu. Anh Minh cho biết, để cho ra những giọt mật ngon, dân làng phải thức dậy từ sáng sớm để ép mía và đun mật. Các công đoạn đều hết sức công phu vất vả. Đầu tiên phải lựa chọn được những cây mía còn tươi, đặt tiêu chuẩn để ép nước. Nước mía sau đó sẽ được lọc lắng lại, thì bỏ vào nồi đun trong nhiều giờ đồng hồ. Cho tới khi thành mật mía, đặt quánh, sau cùng sản phẩm mật thu được phải đưa qua một lượt lọc nữa để đảm bảo mật mía được lọc sạch, sánh mịn.
Mực mía Thạch Thành đặc sánh, thơm ngon, màu sắc lại đẹp mắt nên rất được người dân ưa chuộng. Trong nhiều gia đình trong ngày Tết, luôn có vài hũ mực mía trong nhà, bởi mực mía là nguyên liệu để nấu các món chè, làm bánh gai, bánh trôi, làm kẹo lạc, kẹo chè lam, đặc biệt là để chấm bánh chưng ngày Tết. Thưa quý vị, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An từ lâu được xem là thủ phủ của cây chè hoa vàng. Đặc biệt là thời điểm thu hoạch chè hoa vàng trúng vào dịp Tết nên người dân địa phương có thu nhập khá cao từ việc thu hái và chế biến loại trà đắt đỏ bậc nhất này. Thời điểm cuối năm, mỗi ngày cơ sở chế biến của chị Mạc Thị Nga, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong tập trung thu mua tươi và chế biến thành phẩm được từ 5 đến 10kg chè hoa vàng khô. Sau khi đóng gói, trà được đưa đi tiêu thụ ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác. Ngày mới nhiều nhất thì cũng khoảng 70 cân, 70 đến 80 cân. Còn bình thường thì cứ 30 cân, 40 cân. Với 1kg hoa tươi, bà con được thu mua từ 180 đến 300 ngàn đồng 1kg. 1kg khô có giá từ 2,5 đến 6 triệu đồng và có thể cao hơn tùy chất lượng. Tuy nhiên, với 30kg tươi mới có thể chế biến được từ 4 đến 5kg khô. Mặc dù giá khá đắt đỏ, nhưng đến gần Tết Nguyên Đán, nhu cầu tiêu dùng cao nên các cơ sở làm trà hoa vàng tại huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An lại tất bật chạy nước rút để có hàng giao cho khách. Mùa hoa thì chừng 3 tháng thì là tạo rất là nhiều công ăn việc làm cho cái hội viên nông dân và các bà con. Ngày trước thì bà con chỉ có là một phần là phơi nắng, rồi là sấy than. Nhưng mà từ mấy năm trở lại đây thì là mọi người là bắt đầu là có những cái tủ tự chế là sấy bằng nhiệt, sấy công nghệ sấy lạnh thì là nó sẽ có chất lượng đảm bảo hơn, giữ được cái độ hoa hơn. Huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An hiện có hơn 200 hectare trà hoa vàng mọc rải rác, xen lẫn nhiều loại thực vật. Mỗi năm địa bàn thu được khoảng 35 đến 40 tấn hoa trà tươi, hơn 10 tấn trà khô thành phẩm. Hiện nay ước tính 100 hộ dân có nguồn thu nhập khá từ cây chè tự nhiên. Những ngày giáp Tết khi nhà nhà, người người tất bật lo dọn dẹp nhà cửa, trang trí lại bàn thờ gia tiên đón năm mới, cũng là thời điểm những người làm nghề đánh bóng lưu đồng vào mùa hái ra tiền. Đúng là như vậy. Dưới bàn tay điệu nghệ thoăn thoắt của người thợ, những bộ lưu đồng phủ màu cũ kỹ nhưng khoác lên một bộ áo mới đón chào mùa xuân mới. Và ngay bây giờ đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Cần Thơ để khám phá công việc đánh bóng lưu đồng giúp cho người dân hái ra tiền quý vị nhé. Công việc đánh lưu đồng tuy có vất vả bởi người thợ phải cồng lưng vệ sinh đánh bóng lưu trong không gian nhỏ hẹp, nóng hầm hập, nhưng thu nhập hậu hĩnh có thể kiếm từ vài trăm ngàn đến tiền triệu mỗi ngày. Nghề đánh bóng lưu đồng đòi hỏi phải có uy tín và tay nghề, bởi bộ lưu đồng có giá trị tinh thần rất quý giá từ thời ông bà tổ tiên xưa đối với mỗi gia đình. Vậy nên, chỉ những người có uy tín, có thâm niên trong nghề mới được tín nhiệm để khách giao lưu cho làm. Để cho lưu đồng được sáng bóng, người thợ đánh bóng lưu đồng cần có tính tỉ mỉ để đảm bảo độ sáng đồng đều, đồng thời đảm bảo lưu đồng tránh biến dạng, trầy xước. Riêng khâu đánh bóng rất quan trọng, tuy làm bằng máy nhưng cần độ tỉ mỉ để đánh bóng thật kỹ những phần quai với những chi tiết nhỏ. Tầm khoảng mười mấy bộ. Mười mấy bộ, dạ, là nhiều hay ít? Mười mấy chủ. Mười mấy chủ. Chủ đi được tên bộ không biết nhiều bộ, dự kiến chủ 2-3 bộ. Nên người ta khám khá người ta xài lưu nhiều hơn. Để đánh xong một bộ lưu mất khoảng 30 phút đến 1 giờ, tùy theo kích cỡ loại lưu mà tiền công cũng khác nhau, thường dao động từ 300 đến 400 ngàn đồng một bộ. Đối với những lưu bị hư hỏng, thủng, phải vá lại thì cần nhiều thời gian và tùy vào thỏa thuận giá cả với khách hàng để tính chi phí. Làm nghề này cũng lắm nhọc nhằn, bởi không chỉ ngồi suốt cả ngày để chùi rửa, đánh bóng, thợ làm nghề phải có sức khỏe dẻo dai, chịu sức nóng khi đánh bóng lưu và nhiều mùi độc hại trong quá trình làm. Và thưa quý vị, không chỉ có dịch vụ đánh lưu đồng vào mùa Tết, nhiều làng nghề cơ sở sản xuất lạp xưởng nổi tiếng tại Tiền Giang đã tất bật cho những đơn hàng cuối năm phục vụ thị trường Tết Nguyên Đán 2023. Vâng, phát huy được lợi thế tại địa phương có nghề chăn nuôi heo phát triển, hiện người dân ở xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang mạnh dạn đầu tư sản xuất lạp xưởng đã không những tạo được việc làm cho lao động, tăng thu nhập cho nông hộ mà còn góp phần tiêu thụ thịt heo trong bối cảnh giá heo hơi biến động như hiện nay. Từ vài hộ ban đầu làm lạp xưởng thủ công, đến nay toàn xã Mỹ Thành Nam có 20 cơ sở chế biến và kinh doanh lạp xưởng với sản lượng đạt từ 18 đến 20 tấn một ngày.
phần lớn các cơ sở tập trung ở ấp 10 và ấp 11 có đường quốc lộ 1 đi qua nên thuận lợi về vận chuyển nguyên liệu và dễ dàng tiêu thụ, quảng bá, xúc tiến thương mại. Trong những ngày cận Tết, sản lượng tăng gấp nhiều lần so với bình thường. Tuy nhiên, chủ các cơ sở luôn chấp hành nghiêm các quy định về đăng ký sản xuất, kinh doanh và bảo vệ môi trường nên được các ngành, các cấp địa phương tạo điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất. Đặc biệt, có sản phẩm lạp xưởng A Thạch được chứng nhận OCOP đã không những tạo uy tín cho lạp xưởng Cai Lậy mà còn góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, kính viễn vọng vô tuyến lớn nhất thế giới đã bắt đầu được xây dựng ở Tây Australia, cách thành phố Perth khoảng 800 km về phía bắc. Đây là dự án kính viễn vọng vô tuyến Square Kilometer, có sự hợp tác của 16 quốc gia. Nó bao gồm hai hệ thống kính viễn vọng là SKA thấp và SKA trung. SKA thấp nằm ở Tây Australia, bao gồm hơn 131.000 anten. Mỗi chiếc giống như là một cây thông Noel cao 2m. SKA trung xây ở Karoo, Nam Phi với 197 anten. Kính viễn vọng vô tuyến này cũng sẽ giúp giải mã lĩnh vực thiên văn vô tuyến 50 năm tới, lập biểu đồ về sự ra đời và biến mất của các thiên hà, tìm kiếm các loại sống hấp dẫn mới và mở rộng những kiến thức về vũ trụ. Công ty sản xuất máy bay trực thăng Mỹ RotorX vừa tham gia vào cuộc cạnh tranh phương tiện bay cất hạ cánh thẳng đứng chạy điện cá nhân với mẫu máy bay nhiều cánh quạt mang tên Dragon. Dragon có sức chở tối đa 113 kg, có thể điều khiển bằng tay thông qua cần điều khiển, tự động bay lơ lửng tại chỗ và tự động hạ cánh. Máy bay sử dụng cấu trúc 8 cánh quạt đồng trục, trang bị động cơ điện 16 kW cho mỗi cánh quạt. Để đảm bảo an toàn, RotorX trang bị cho máy bay một chiếc dù. Người lái không cần bằng phi công để điều khiển phương tiện này. RotorX sẽ bắt đầu giao hàng cho người mua vào tháng 8 năm 2023 với giá bán dự kiến của Dragon là 99.000 đô la Mỹ, hơn 2,3 tỷ Việt Nam đồng. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, lời khai của đối tượng giết bạn gái cũ bằng hàng chục nhát dao ở Hà Nội. Chuyên mục Chuyện ngày mới, những sản phẩm truyền thống sơn mài, gốm sứ được dịp khoe sắc, mang theo nhiều thông điệp ý nghĩa, góp phần tô thắm sắc xuân. Thưa quý vị, chậm chuyến, hủy chuyến là điều không một hãng bay và hành khách nào mong muốn, nhưng lại là vấn đề không thể tránh khỏi của ngành hàng không toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Mùa hè năm 2022, sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi Covid-19, lẽ ra đã phải là một mùa hè sôi động nhất của ngành hàng không, nhưng lại bị gián đoạn của hàng loạt chuyến bay vì thiếu hụt phi công, tiếp viên, nhân viên mặt đất, tàu bay và hàng loạt yếu tố khách quan khác. Theo một khảo sát của Forbes, tháng 7 năm 2022, có ngày có tới 25.000 chuyến bay chậm chuyến và 3.100 chuyến bay bị hủy trên toàn thế giới. Còn lúc này, hiện đang là cao điểm về nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Quý Mão năm 2023. Đường hàng không sẽ không tránh khỏi việc xảy ra ùn tắc, chậm chuyến, hủy chuyến tại các sân bay. Theo kế hoạch, dịp Tết Quý Mão 2023, các hãng hàng không khai thác khoảng 950 đến 990 chuyến bay một ngày, với lượng ghế cung ứng tăng thêm sắp xỉ 1,7 triệu ghế trên các đường bay nội địa nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân. Đây sẽ là đợt cao điểm có lượng hành khách rất lớn và tăng đột biến sau hai cái Tết khá trầm lắng vì dịch bệnh vừa qua. Tuy nhiên, với thực trạng hạ tầng hàng không hiện nay thì chắc chắn tái diễn tình trạng tắc nghẽn, ùn tắc tại các sân bay lớn cả đường cất hạ cánh, sân đổ tàu bay và trong nhà ga hành khách. Vì vậy, việc chậm chuyến, hủy chuyến là điều khó tránh khỏi. Thấu hiểu vấn đề này, nhiều hành khách cũng cảm thấy vui vẻ và sẵn sàng chia sẻ với khó khăn của ngành hàng không. Nói chung là cũng hài lòng cho chuyến máy bay, bởi vì là nó đi thì đôi khi cũng bay chậm trễ một chút, không có vấn đề gì cả. Quan trọng nhất thì chật đông, là coi như là nó nhiều yếu tố làm thủ tục của coi như cũng có khi là nó bị cập dập lâu vì nó cái số lượng hành khách nó khá đông. Tại thực ra là ai cũng mỏi chân, ai cũng mệt mỏi hết, nhưng mà mỗi người chịu khó một tí đi, anh thấy bình thường rồi. Tuy nhiên, so với thế giới, tỷ lệ đúng giờ của các hãng hàng không Việt Nam luôn nằm trong top cao nhất của hàng không toàn cầu. Trong tháng 11 năm 2022, các hãng bay Việt Nam đạt tỷ lệ đúng giờ là 95,5%.
tỷ lệ mà bay đúng giờ của Việt Nam chúng ta hiện nay là khoảng trên 80%. Và theo thống kê của các của IATA thì tỷ lệ bay đúng giờ của hàng không thế giới nó khoảng 70%. Thì đây là chúng ta đánh giá đây là một sự nỗ lực cố gắng chung của ngành hàng không, của các doanh nghiệp hàng không về việc chúng ta là đáp ứng được cái yêu cầu đi lại và khẳng định cái năng lực vận chuyển của mình. Một số chuyên gia cho rằng nhu cầu đi lại tăng cao, phải tăng hàng trăm chuyến bay mỗi ngày, trong khi hạ tầng bất cập thì việc đánh giá tiêu chí bay đúng giờ của các hãng hàng không là khó khả thi. Việc quan trọng nhất là sự cố gắng nỗ lực cao nhất của ngành hàng không đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân và đặc biệt là mỗi chuyến bay được đảm bảo an toàn. Nhìn dưới góc độ hạ tầng, kết nối và đáp ứng được cho hàng không thì rõ ràng là đây là điểm nghẽn lớn. Và cái tăng trưởng vừa qua thì nếu nó nhìn theo góc độ ấy là có phần nóng, kể cả những cảng vừa mới khánh thành vừa đi vào khai thác thì đã quá tải. Mà mức quá tải là rất cao thì có thể sẽ xảy ra cái tình trạng tắc cục bộ, và do đó thì ngành hàng không phải tăng cường áp dụng cái công nghệ thông tin để cho người dân có thể khai báo trước và thông tin tuyên truyền đến người dân để hạn chế bớt những cái người mà không thực sự đi tàu bay, chủ yếu là đi với cái mục đích là đó đưa đón tiễn chẳng hạn, và chúng ta phân luồng hợp lý vào và ra để tại các cái sân bay để làm thế nào là bố trí đáp ứng được cái tránh cái ách tắc và đặc biệt là tránh cái chậm hủy chuyến đối với hàng không. Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, các hãng hàng không Việt đã bố trí nguồn lực tăng cường khai thác các chuyến bay vào ban đêm, đặc biệt là tăng cường việc khai thác các khung giờ muộn, khung giờ đêm từ sân bay Tân Sơn Nhất để các hãng hàng không địa phương với tiêu chí an toàn, hạn chế thấp nhất chậm hủy chuyến. Ngay sau đây là phần tin nóng, mời quý vị tiếp tục theo dõi. Ngày 15 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đang tạm giữ đối tượng Hoàng Văn Thành, quê ở Thái Nguyên, để điều tra về hành vi giết người. Thành là đối tượng đã sát hại chị P, 20 tuổi, quê Lai Châu, bằng hàng chục nhát dao tại khu vực trước số nhà 82, Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Thành cho biết từng có mối quan hệ yêu đương với nạn nhân, nhưng đã bị chị P chia tay. Thời gian gần đây, Thành biết bạn gái cũ đang tìm hiểu một người đàn ông khác ở Hà Nội nên đã ra tay sát hại. Sau hai ngày tích cực truy xét, lần theo dấu vết của đối tượng gây án, Công an quận Thanh Xuân cùng Công an thành phố Hà Nội xác định Thành lẩn trốn ở quận Long Biên. Cảnh sát đã áp dụng các biện pháp, trong đó là tác động vận động gia đình đối tượng đầu thú. Đến khoảng 22 giờ 40 phút ngày 14 tháng 1, Hoàng Văn Thành đến trụ sở Công an quận Long Biên đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Những công trình đang thi công rất dễ bị đột nhập, đặc biệt là vào ban đêm, tình huống trộm vào công trình lấy tài sản sau đây là ví dụ điển hình. Theo diễn biến camera an ninh ghi lại, tại một kho đang xây ở đường L2, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh cho thấy, lúc này có hai đối tượng đã đột nhập vào trong, một tên tiến tới ngay chỗ người phụ nữ đang ngủ trong coi kho và dở mùng lấy trộm điện thoại đưa cho đồng bọn đi cùng. Sau khi thực hiện thành công, hai đối tượng nhanh chóng tẩu thoát. Trong một vụ trộm khác xảy ra tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, theo camera an ninh ghi lại, một nam thanh niên đã cậy cửa tiệm tạp hóa của người dân để tìm tài sản. Đối tượng sau đó đã lấy đi một iPad, đập lấy tiền trong hai con heo đất, lấy thuốc lá và một số đồ lặt vặt trong tiệm. Chủ tiệm cho biết trong lúc đóng cửa tiệm đi ra ngoài mua đồ và rước con, đối tượng đã lẻn đột nhập vào và lấy đi nhiều tài sản. Hiện chủ tiệm đã trình báo công an xã Vĩnh Lộc A. Công an đã cử người xuống trích xuất camera để điều tra làm rõ. Thưa quý vị, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip hai thanh niên giật điện thoại của một bé gái khiến cho dư luận phẫn nộ. Mời quý vị cùng theo dõi chi tiết vụ việc. Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, tối ngày 7 tháng 1, một bé gái cầm theo điện thoại đang đứng chơi trong hẻm 111 Bình Thành, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này bất ngờ có hai thanh niên chạy trên một xe máy xuất hiện, giật điện thoại trên tay bé gái. Người phụ nữ đứng gần đó tri hô, nhưng kẻ cướp giật đã tăng ga bỏ chạy. Theo thông tin từ gia đình bé gái, thời điểm xảy ra vụ việc, cả nhóm đang tổ chức tất niên. Bé gái đi chơi cách nhà khoảng 200m. Vụ việc khiến bé gái hoảng sợ, phải dỗ dành rất lâu mới nín khóc. Theo thông tin từ gia đình, chiếc điện thoại mua đã lâu với giá hơn 10 triệu đồng. Gia đình bé gái vẫn chưa trình báo công an. Đoạn clip sau đó được đăng lên mạng xã hội để người dân cảnh giác.
Quý vị thân mến, Tết Nguyên Đán đến trong bối cảnh thị trường có nhiều tín hiệu tích cực. Cùng với các ngành nghề khác, các làng nghề thủ công truyền thống như sơn mài, gốm sứ ở Bình Dương cũng tất bật sản xuất cho vụ Tết. Dù được đánh giá là chưa sôi động bằng các năm trước dịch, nhưng các đơn vị sản xuất, các nghệ nhân vẫn chăm chút đưa ra thị trường nhiều sản phẩm độc đáo, chở theo nhiều thông điệp nhân văn, ý nghĩa, phục vụ cho nhu cầu chơi Tết của người dân trong cả nước. Chuyên mục Chuyện Ngày Mới hôm nay xin mời quý vị cùng đến với Bình Dương để khám phá những sản phẩm sơn mài, gốm sứ thủ công mỹ nghệ độc đáo trong dịp Tết Quý Mão 2023. Làng nghề sơn mài Tương Bình. Với nhiều người Việt Nam, những sản phẩm thủ công truyền thống vẫn là lựa chọn đầu tiên để phục vụ trang trí nhà cửa đón Tết. Bởi nó chở theo nhiều nét đẹp văn giá khá đa dạng về chủng loại, độc đáo về mẫu mã và tươi sáng về màu sắc, đem lại nguồn năng lượng tích cực. Dù vậy, trước xu hướng chi tiêu tiết kiệm của người dân, năm nay các nhà sản xuất cũng dè dặt tung sản phẩm ra thị trường. Doanh nghiệp gốm sứ này dù đã chuẩn bị từ rất sớm, nhưng trước dự báo nhu cầu thị trường Tết đã quyết định giảm sản lượng so với những năm trước. Dù vậy, đơn vị vẫn tập trung mạnh vào mẫu mã sản phẩm, tạo hình sống động, độc đáo, thiết kế hộp quà bắt mắt, đầu tư mạnh cho chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu đang là hướng đi của ngành tiểu thủ công nghiệp ở Bình Dương. Cái số lượng chúng tôi ra chúng tôi cũng có đại, phù hợp với thị hiếu tiêu dùng và đáp ứng được nhiều thị trường. Mỗi dịp Tết đến, những sản phẩm truyền thống này lại được dịp khoe sắc, mang theo nhiều thông điệp ý nghĩa, góp phần tô thắm sắc xuân. Vâng thưa quý vị, để tạo ra được những sản phẩm truyền thống hoàn chỉnh, đẹp mắt đến khách hàng thì rất cần sự kiên trì, bền bỉ, những tài năng và tâm huyết của người nghệ nhân. Những sản phẩm tượng mèo được chế tạo bằng chất liệu sơn mài hoặc là gốm sứ không chỉ chứa đựng vẻ đẹp thẩm mỹ mà còn mang hơi thở của nét đẹp văn hóa Việt Nam cần được lưu truyền và trân trọng. Việc tặng một món quà năm mới 2023 bằng những sản phẩm truyền thống như thế này không chỉ mang lại ý nghĩa về mặt thẩm mỹ mà còn là lời chúc phúc tới người nhận sẽ đón một năm mới với công việc được thuận buồm xuôi gió, thăng quan tiến chức, tiền bạc dồi dào. Và thưa quý vị, câu chuyện ý nghĩa này cũng đã khép lại thời lượng của chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Một lần nữa, Khánh Hà và Hoàng Trí xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ 30 phút mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh. Chúc cho tất cả chúng ta sẽ có thật nhiều sức khỏe để cùng nhau vượt qua những khó khăn của đại dịch. Còn bây giờ, Hoàng Trí và Khánh Hà xin kính chào và hẹn gặp lại.